phẫn nộ với trào lưu mặc giống kẻ sát nhân Dahmer. Gia đình nạn nhân Tony HS không khỏi rùng mình khi ngày càng nhiều người bắt chước cách ăn mặc của tên sát nhân Jeffrey Dahmer sau khi bộ phim Dahmer lên sóng. Ngày 16 tháng 10, trang TMZ đưa tin ngày càng nhiều người mặc giống sát nhân Jeffrey Dahmer sau khi bộ phim tài liệu Dahmer, Master, The Jeffrey Dahmer Story phát sóng. Trào lưu này khiến mẹ của nạn nhân Tony HS cảm thấy bức xúc và kêu gọi mọi người tẩy chay. Trong số 17 thanh niên bị Dahmer sát hại, Tony HS là nạn nhân duy nhất bị điếc. Theo TMZ, bà Shirley, mẹ của Tony, cảm thấy rùng mình khi Netflix làm phim về kẻ giết người hàng loạt và chứng kiến số người bắt chước cách mặc đồ của Dahmer ngày một tăng. Tóc giả, mắt kính và quần áo giống Jeffrey Dahmer hiện được bán trên các sàn thương mại điện tử. Lý do là hầu hết cửa hàng bán lẻ lớn từ chối cung cấp sản phẩm này. Shirley cho biết việc Netflix và các cửa hàng trực tuyến thu lợi từ cái chết của Tony HS khiến bà rất đau lòng. Mẹ của nạn nhân cho rằng các quảng cáo trên eBay nên bị gỡ hoặc ít nhất đem lại lợi nhuận cho gia đình nạn nhân. Theo Shirley, nếu Netflix không phát hành bộ phim, gia đình các nạn nhân sẽ không đau đớn thêm và trào lưu mặc giống Jeffrey Dahmer cũng không xuất hiện. Dahmer, Master, The Jeffrey Dahmer Story kể về tên giết người Jeffrey Dahmer, Evan Peters đóng chính. Phim tập trung khai thác tuổi thơ bất hạnh cùng sở thích tình dục lệch lạc của kẻ thủ ác. Năm 1978 đến 1981, Jeffrey thực hiện hành vi bắt cóc, hiếp dâm và sát hại 17 nam giới. Năm 1992, hắn bị kết án tù chung thân và bị đánh chết trong tù vào năm 1994.